Hôm nay ngày Chủ nhật, Mỹ Tho Laptop có tiếp nhận hai chiếc laptop gaming của một bạn khách nha các bạn. Hai chiếc máy này thì bên mình sẽ tiến hành để và vệ sinh laptop cho chiếc máy MSI GF75, chiếc máy này. Rồi chiếc máy này thì chỉ có vệ sinh thôi. Còn chiếc máy TUF FA506 đây các bạn, là chiếc máy này đang bị hỏng fan. Máy này bị hỏng hai cái fan luôn. Đều là hai chiếc máy gaming. Thì như các bạn đã biết là Mỹ Tho Laptop bên mình có hỗ trợ vệ sinh laptop, đặc biệt là những chiếc laptop gaming. Các bạn sử dụng máy tính gaming một thời gian thì cần nên đi vệ sinh nha. Chi phí vệ sinh laptop gaming là khoảng 300.000 nha các bạn. Những chiếc laptop gaming nó cũng hay xảy ra một số tình trạng lỗi phần cứng. Do cái hiệu suất sử dụng laptop của chúng ta ở cường độ cao á, thì nó sẽ xảy ra một số lỗi, đặc biệt như là lỗi fan ở chiếc máy này. Chiếc máy này bị lỗi ở cả hai fan, có nghĩa là cường độ hoạt động trên những dòng này các bạn có thể là chơi game liên tục hay sau đó thì cái fan nó quay quá tốc lực, hoặc các bạn bật chế độ ép xung CPU làm cho fan nó hoạt động hết công suất thì cũng dễ xảy ra tình trạng hư fan nha. Những chiếc máy này thì đều có thể thay fan một cách dễ dàng. Bạn nào mà chúng ta gặp phải tình trạng này thì nhanh chóng đi thay fan mới để tránh trường hợp fan hỏng sẽ làm cho cái độ tản nhiệt của máy bị giảm, và khi đó rất là nhiều nguyên nhân ảnh hưởng tới phần cứng, đặc biệt là chết CPU hoặc hỏng main nha. Mỹ Tho Laptop hỗ trợ các bạn vệ sinh máy tính, hỗ trợ phần cứng cần inbox bên mình nha. Xin cảm ơn.